Đứa trẻ đi dự tiệc khoáng hết thức ăn không thèm xin phép ai, bị Mỹ loại khỏi Dream Park. Theo Hải quân Mỹ, mục đích của cuộc tập trận Dream Park là thúc đẩy hòa bình và giảm bớt căng thẳng, nhưng Trung Quốc đã có những hành động đi ngược lại hoàn toàn với những nguyên tắc này. Trung Quốc đã hai lần được Mỹ mời tham gia cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương Dream Park, sự kiện hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới diễn ra 2 năm một lần tại các khu vực thuộc bang Hawaii và phía nam bang California. Năm 2014, Trung Quốc đã gửi 4 tàu chiến, trong đó có khu trục hạm, tên lửa Haikou và khinh hạm Yuyang tham gia. Tại Dream Park 2016, Trung Quốc cũng đóng góp 5 tàu chiến, 1.200 binh lính và sĩ quan tham dự. Thế nhưng đến Dream Park năm nay, Trung Quốc đã bất ngờ bị Mỹ loại khỏi cuộc chơi và được xem là thông tin đáng chú ý nhất ngay từ khi cuộc tập trận còn chưa khai mạc. Trước đây, Mỹ mời Trung Quốc tham gia với hy vọng Bắc Kinh sẽ có nhiều thiện chí hợp tác hơn, cũng như để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau. Nhưng kỳ vọng này của Mỹ đã không thành hiện thực. Lý do Mỹ rút lại thư mời Trung Quốc đã được Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố công khai. Trung tá Christopher Logan, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết hồi tháng 5 2018, Mỹ cam kết về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các cấu trúc trên Biển Đông chỉ làm gia tăng thêm căng thẳng và bất ổn trong khu vực. Trung tá Logan nhấn mạnh, để đáp trả hành động này của Trung Quốc, chúng tôi đã không mời Hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Dream Park 2018. Thái độ của Trung Quốc không đồng nhất với các nguyên tắc và mục đích của Dream Park. Bình luận về quyết định này của Mỹ, chuyên gia Brett Howard của trang mạng Toss and Purpose đã đưa ra một nhận xét khá hóm hỉnh nhưng lại phản ánh đúng bản chất cung cách của Bắc Kinh khi ông cho rằng Trung Quốc đã hành xử giống như một đứa trẻ được mời đến bữa ăn rồi khoáng hết thức ăn trong tủ lạnh mà chẳng cần xin phép ai. Brett Howard biện dẫn hai trường hợp điển hình để minh chứng cho ý kiến đánh giá trên của mình, đó là cách Trung Quốc đã hành xử sau khi được mời tham dự tập trận Dream Park trong các năm 2014 và 2016. Với Dream Park 2014, mặc dù Mỹ mời có 4 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc tham dự, nhưng nước này vẫn cử tới đây một vị khách không mời khác, không phải để tập trận, mà là để do thám các nước thành viên khác. Đại úy Darren James, phát ngôn viên của hạm đội Thái Bình Dương cho biết trên tờ USNI News, chúng tôi đã phát hiện một tàu do thám Trung Quốc hoạt động ngay sát vùng biển chủ quyền của Mỹ ở Hawaii. Chúng tôi hy vọng con tàu này sẽ tiếp tục hiện diện ngoài vùng biển chủ quyền của Mỹ và không hành xử theo cách làm gián đoạn cuộc tập trận Dream Park đang diễn ra. Trong khi đó, theo USNI News, con tàu này được Bắc Kinh điều tới để thu thập dữ liệu điện tử và thông tin của các tàu và máy bay hoạt động xung quanh. Trường hợp thứ hai được chuyên gia Brad Howard viện dẫn là những gì diễn ra sau Dream Park 2016. Theo Hải quân Mỹ, mục đích của cuộc tập trận quốc gia Dream Park là thúc đẩy hòa bình và góp phần làm giảm bớt những căng thẳng quốc tế trên biển. Nhưng ngay sau Dream Park 2016, Trung Quốc đã có những hành động đi ngược lại hoàn toàn với những nguyên tắc và mục tiêu của cuộc tập trận. Cụ thể, Trung Quốc đã liên tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông bằng việc triển khai tên lửa, máy bay chiến đấu tới các đảo nhân tạo mà họ xây dựng phi pháp tại đây. Trước cách hành xử bất nhất và phi pháp của Trung Quốc như vậy, nên với cuộc tập trận Dream Park 2018, trong khi Mỹ gửi thư mời cho những nước bạn bè như Nhật Bản và Việt Nam, thì Washington cũng đồng thời soạn một lá thư gửi tới Bắc Kinh thông báo họ sẽ không được mời tham gia Dream Park 2018 nữa. Ngạc nhiên, Việt Nam vẫn còn dùng pháo GS-3 huyền thoại. Khẩu lựu pháo GS-3 huyền thoại trong chiến tranh thế giới thứ hai của Liên Xô hóa ra vẫn nằm trong biên chế quân đội nhân dân Việt Nam. Trong một chương trình mới đây của kênh Quốc phòng Việt Nam, tại đơn vị sửa chữa trang bị vũ khí cho quân đội nhân dân Việt Nam, rất bất ngờ khi có sự xuất hiện của khẩu lựu pháo GS-3 nằm trong xưởng sửa chữa. Điều đó cho thấy có khả năng lớn, quân đội ta vẫn duy trì sử dụng lựu pháo GS-3 huyền thoại thời chiến tranh thế giới thứ hai. Trước đó, lựu pháo GS-3 đã từng xuất hiện tại một đơn vị Hải quân Nhân dân Việt Nam. Mặc dù chúng ta đang dùng một vài khẩu pháo được chế tạo từ Chiến tranh Thế giới 2, ví dụ như khẩu M101 105mm của Mỹ hay M30 122mm của Liên Xô. Tuy nhiên, sự xuất hiện GS-3 76mm vẫn gây nhiều kinh ngạc khi mà đây được xem là một trong những khẩu pháo tốt nhất Chiến tranh Thế giới thứ 2 của Liên Xô. GS-3 là khẩu pháo dã chiến cấp tiểu đoàn cỡ 76mm do nhà máy pháo binh 92 thiết kế và sản xuất từ năm 1941 đến 1945 với số lượng khổng lồ lên tới 103.000 khẩu. Số lượng sản xuất cực lớn cho thấy sự thành công của khẩu pháo trên chiến trường. Lựu pháo GS-3 vốn được thiết kế cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực, thế nhưng trong quá trình sử dụng nó lại gây ngạc nhiên vô cùng khi đảm nhiệm được cả vai trò chống tăng. Trong các trận chiến với xe tăng Đức, những phát bắn của GS thậm chí xuyên thủng giáp trước các loại tăng hạng nặng Tiger 1 và tăng hạng trung Panther,
Đây chính là điểm khiến cho pháo GS-3 trở thành ngôi sao trong lĩnh vực pháo binh Liên Xô thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Sau năm 1945, GS-3 nhanh chóng tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và thể hiện được khả năng ưu việt của mình. Nó còn được xuất khẩu tới nhiều quốc gia khác ở châu Phi và châu Á, trong đó có Việt Nam. Đáng tiếc không ghi nhận rõ ràng sự đóng góp và chiến công của GS-3 trong chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, việc tới tận hôm nay, GS-3 vẫn còn nằm trong biên chế quân đội nhân dân Việt Nam, cho thấy rằng chúng ta vẫn coi trọng sức mạnh một khẩu pháo huyền thoại. Lựu pháo GS-3 có tổng trọng lượng khi chiến đấu lên tới 1.116 kg, khi hành quân lên tới 2.150 kg. Nó được vận hành bởi khẩu đội 7 người. Như hầu hết các loại pháo thời kỳ này, GS-3 76,2mm thiết kế tấm thép chấm đạn, giúp pháo thủ chấm được đạn súng mảnh, các loại mảnh đạn pháo bom trên chiến trường. Nòng pháo có chiều dài 3,24m, có góc tầm từ -5 cho đến 37 độ, góc hướng 54 độ. Trong ảnh cận cảnh bệ khóa nòng thanh trượt ngang của GS-3. Với GS-3, pháo binh trở nên có lợi thế hơn hẳn trên chiến trường, ngay cả khi họ không có sự hỗ trợ của xe tăng hay pháo tầm xa. Tầm bắn của GS-3 lên đến hơn 13 km và có tốc độ bắn khoảng 25 phát một phút, vượt trội hơn hẳn mọi loại pháo chống tăng cỡ nhỏ khi đó của Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Có rất nhiều loại đạn được sản xuất cho pháo GS-3 76,2mm gồm đạn xuyên giáp BR-350A-SP, đạn xuyên thép hỗn hợp cứng BR-350N phát triển sau Chiến tranh Thế giới II, đạn đổ mạnh chống tăng BK-354 phát triển sau Chiến tranh Thế giới II, đạn đổ pháp mảnh OF-350B, trong đó đạn xuyên thép BR-350A có khả năng xuyên thủng giáp trước dài 82mm với góc chạm 90 độ cách 100m, giảm xuống còn 53mm cách 2000m. Chuyên gia Nga, ít nhất 10 năm tới Nga vẫn là thống soái trên thị trường vũ khí Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, đó là nhận định của nhà nghiên cứu Anton Svetov từ Hội đồng Nga về quan hệ quốc tế RIAC. Khi đề cập tới cuộc cạnh tranh sắp tới giữa Nga và Mỹ trên thị trường vũ khí Việt Nam, sau khi Washington dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho Hà Nội, vị trí thống soái của Nga giờ là nhà cung cấp vũ khí chủ lực của Việt Nam được cho là sẽ bắt đầu yếu dần đi. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Anton Svetov từ Hội đồng Nga về quan hệ quốc tế RIAC cho rằng việc dỡ bỏ cấm vận sẽ không dẫn đến bước nhảy vọt trong xuất khẩu vũ khí từ Mỹ và ít nhất trong 10 năm tới, Nga vẫn duy trì vị trí chủ đạo trên thị trường trong phần lớn các hạng mục giá trị cao. InnoTV dẫn lời ông Anton Svetov cho hay, Nga hẳn sẽ vẫn bảo tồn vị trí thống soái trên thị trường vũ khí Việt Nam trong hầu hết các thể loại giá thành cao, chẳng hạn như máy bay tiêm kích, tàu chiến và các hệ thống phòng thủ tên lửa chứ ít là trong 10 năm tới. Mỹ cũng có thể chiếm một vài phân điểm bao gồm trang bị trinh sát biển và theo dõi hàng hải. Quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố trong cuộc họp báo chung tại Hà Nội với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang hôm 23 tháng 5. Phần lớn các chuyên gia Nga đều tỏ ra khá bình thản trước dự đoán về cuộc cạnh tranh sắp tới với Mỹ trên thị trường vũ khí Việt Nam, bởi họ cho rằng Việt Nam sẽ chưa sắm ồ ạt vũ khí Mỹ với số lượng lớn. Trước mắt, theo dự đoán của chuyên gia Nga Vasily Kashin, Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, Việt Nam sẽ mua máy bay tuần tra chống ngầm P-3 từ Mỹ, bởi Nga đã ngừng sản xuất các loại máy bay tuần tra cơ bản vào những năm 1990, vì thế chúng ta không có sản phẩm nào trong lĩnh vực này để giới thiệu với Việt Nam. Sau đó, Việt Nam có thể sẽ mua máy bay vận tải C-130 Hercules của Mỹ. Nhưng theo ông Kashin, lý do cũng là vì Nga không còn sản xuất bất cứ máy bay nào thuộc dòng tương tự, bởi đã có máy bay hạng nặng hơn là IL-76. Mảnh ghép đặc biệt của tổ hợp tên lửa phòng không Spider-MR Việt Nam đang quan tâm. Quý vị thính giả thân mến, đài radar đa năng ELM-2084 là mảnh ghép đặc biệt quan trọng trong thành phần tổ hợp tên lửa phòng không Spider-MR mà Việt Nam đang quan tâm. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc, tên lửa phòng không S-75 mà người Việt Nam gọi dưới cái tên thân thương là SAM-2 đã tạo thành các tọa độ lửa, vít cổ nhiều máy bay hiện đại, trong đó có hàng loạt siêu pháo đài bay B-52. Nhiều phi công sừng sỏ, kể cả những ứng viên phi công vũ trụ của Mỹ, đã phải ngậm ngùi cúi đầu gia nhập trại giam hỏa lò. Từ khi ra quân đánh thắng trận đầu ngày 24 tháng 7 năm 1965, đến nay là sắp tròn 50 năm, các tổ hợp SAM-2 đã lạc hậu, tiềm năng nâng cấp rất hạn chế nên sắp tới chúng sẽ được về hưu.
Gần đây, nhân dịp Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Võ Tá Quế, Cục trưởng, đã hé lộ trong năm 2015 và các năm tiếp theo, quân chủng sẽ tiếp nhận nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Ngoài ra, trước đó ít lâu, các đài radar cảnh giới tầm xa ELM-2288ER đã được đưa vào trang bị chính thức, và việc Việt Nam đặc biệt quan tâm tới các tổ hợp tên lửa phòng không Spider-SR-MR do Israel sản xuất cũng ít nhiều được nhắc đến. Nếu như Spider-SR tầm ngắn là ứng viên thay thế, bổ sung cho các tổ hợp tên lửa phòng không di động Stella-10M, thì Spider-MR tầm trung chính là ứng viên sáng giá thay thế SAM-2. Nhiều bài viết đã cung cấp thông tin khá chi tiết về cấu hình chung của các tổ hợp tên lửa phòng không này. Tuy nhiên, mảnh ghép đặc biệt quan trọng là radar đa năng ELM-2084 thì lại ít được đề cập. Vậy radar này có gì đặc biệt? Radar N trong một duy nhất trên thế giới. Sở dĩ gọi như vậy vì ELM-2084 là radar đa năng siêu hiện đại, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Cảnh giới nhìn vòng trên không, điều khiển hỏa lực tên lửa phòng không hoặc đánh chặn tên lửa, phát hiện các loại đạn pháo, cối, pháo phản lực và định vị trận địa của chúng. Hiện nay trên thế giới hoàn toàn không có tổ hợp radar nào tương tự như vậy. Qua thực chiến trong các cuộc xung đột ở dải Gaza từ năm 2008-2009, ELM-2084 đã chứng minh được hiệu quả hoạt động vượt trội của mình. Giống như ELM-2288ER mà Việt Nam đã trang bị, đài radar đa nhiệm ELM-2084-MMR cũng do hãng IAI Elta của Israel phát triển. Đây là radar 3D băng sóng S thiết kế dạng module, ứng dụng công nghệ quét mạng pha điện tử chủ động AESA, với nhiệm vụ chính là đài nhìn vòng kim chiếu xạ cho các tổ hợp tên lửa phòng không, đánh chặn tên lửa tiên tiến như Spider-MR, Iron Dome, Davis, Sling. Những đặc điểm siêu hạng: phát hiện mục tiêu từ xa, truyền tự động đủ 3 tham số, cự ly, phương vị, độ cao tới các sở chỉ huy tích hợp, thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc, cảnh giới nhìn vòng trên không, điều khiển hỏa lực tên lửa phòng không hoặc đánh chặn tên lửa, phát hiện các loại đạn pháo, cối, pháo phản lực và định vị trận địa bắn phóng của chúng, cập nhật nhanh, bám sát quỹ đạo hoạt động, mô tả bức tranh toàn cảnh chiến trường trong thời gian thực cho các cấp chỉ huy và các đơn vị hỏa lực, khắc tinh của các mục tiêu bay cỡ nhỏ, tàng hình, hoạt động ở độ cao siêu thấp, tính toán điểm đổ của đạn pháo, cối, tên lửa đối đất mà đối phương đã bắn, diện tích của anten mạng pha có thể mở rộng tùy theo nhiệm vụ và cấu hình, hoạt động hiệu quả trong môi trường tác chiến điện tử công nghệ cao, nhiễu dày đặc, điều khiển từ xa, thời gian triển khai thu hồi nhanh và cơ động trên mọi địa hình, thiết kế mỹ thuật gọn nhẹ nên có thể vận chuyển trên nhiều loại phương tiện khác nhau. Về mặt thông số kỹ thuật cơ bản, chế độ nhìn vòng cảnh giới trên không, cự ly phát hiện mục tiêu tới 410 km, nhìn vòng 360 độ hoặc quét tập trung góc phương vị 120 độ, góc tà 50 độ với độ cao phát hiện mục tiêu tới 30 km, độ chính xác cung cấp tham số 3D với sai số cực thấp, số mục tiêu xử lý cùng lúc là 1.200 mục tiêu. Chế độ định vị trận địa bắn phóng của pháo tên lửa của đối phương, cự ly phát hiện tới 100 km hoặc tới 250 km, quét tập trung góc phương vị 120 độ, góc tà 50 độ, độ chính xác 0,25% sai số mục tiêu CEP, số mục tiêu xử lý cùng lúc là 200 mục tiêu một phút. Mới đây, Thượng tá Tạ Minh Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa 236 khẳng định đơn vị đã triển khai trước việc xây dựng trận địa để khí tài mới về là đưa vào sẵn sàng chiến đấu được ngay. Điểm đáng lưu ý, Trung đoàn 236 chính là đơn vị đầu tiên của quân đội ta được trang bị tên lửa SAM-2 và ra quân đánh thắng trận đầu cách đây 20 năm. Dù chưa thể khẳng định chắc chắn loại khí tài mới mà Trung đoàn 236 sẽ tiếp nhận, chỉ biết đơn vị vẫn đang sử dụng các tổ hợp tên lửa huyền thoại, nhưng rõ ràng ứng viên thay thế chúng hoàn toàn có thể là Spider-MR. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.